Kính thưa quý vị, nhằm mục đích khuyến khích các em thiếu nhi học tiếng Việt, Đài Little Saigon TV hân hoan giới thiệu sự trở lại của chương trình Thế hệ trẻ Young Generation với Sophie Bảo Trân. Các em có thể gọi vào live để hát, đọc thơ hay gửi lời chúc cho gia đình để nhận được những phần thưởng của các nhà tài trợ. Xin đón xem chương trình Thế hệ trẻ Young Generation chỉ có trên đài Little Saigon TV. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thế hệ trẻ The Young Generation Show được phát sóng trên đài Little Saigon TV hàng tuần chiều thứ ba 4:30 ngay trước giờ tin tức. Và một lần nữa mời quý vị gặp gỡ hai em đến từ trường Việt ngữ Ca Dao. Hello, chào hai em Aubrey và Eric. Lần nữa chào quý vị đi. Chào em, chào chị Sophie và chào quý vị khán giả của đài Little Saigon TV 56.7. Rồi tới Aubrey. Chào chị Sophie và chào khán giả của 56.7 Lơ Sài Gòn TV. Rất là giỏi. Và trước phần thông tin thương mại đó là có rất là nhiều bạn gọi vô. Bây giờ chị Bảo Trân thấy là mấy bạn gọi tiếp rồi. Chị thấy có nhiều đèn đỏ nó chớp chớp và em chọn cái nào, số 1 hay số 2? Em rồi, em bấm luôn. Okay. Hello, em chào bạn đi. Bạn tên gì và bạn mấy tuổi? Hello, bạn tên gì? Bạn tên gì và bạn mấy tuổi? Chắc bạn này mắc cỡ quá. Có thể là bấm ok, bấm qua số kia. Hello, hello. Chào bạn, bạn tên gì và bạn mấy tuổi? Dạ có, em tên Nguyên. Tên là Nguyên. Rồi, Nguyên mấy tuổi? Em tên Nguyên. Em tên Nguyên, 5 tuổi. Em 5 tuổi ha. Chào Nguyên, hôm nay em sẽ đọc thơ, kể chuyện hay là hát? Dạ em hát. Dạ em hát con cò té té. Bài này rất hay, hai em có biết bài này không? Con cò không. Rồi bây giờ mời em Nguyên hát bài con cò bé bé nha. Con cò té té nó đậu cành tre tre ra hồng. Bà Trân đoán rằng là tại vì em này đứng gần TV quá, khi mà lặp lại làm cho em confused. Cho nên bà Trân xin nhắc quý phụ huynh ở nhà, khi mà cho các em gọi vô đó thì hãy đứng xa TV hoặc là vặn tiếng nhỏ xuống để em này nghe trực tiếp trong phone thôi. Hát tiếp đi em. Chắc em này, Bảo Trân nghĩ rằng là em này nó bị confused. Nhưng mà Bảo Trân biết rằng là chắc em này biết bài hát này đúng không? Dạ. Cho nên là thôi cho em món quà khuyến khích. Em có thể đến đài Little Saigon TV để nhận món quà này và tuần sau có thể gọi vô tiếp nha. Rồi. Dạ cảm ơn. Không có chi. Rồi bây giờ bà Trân thấy có thêm người bạn gọi vô nè. Hello, đây là chương trình Thế hệ trẻ. Chào bạn, bạn tên gì và bạn mấy tuổi? Hello. Ok, chắc có bị chụp chặt âm thanh rồi. Thôi bây giờ đây có thêm em gọi vô nữa. Có nhiều em gọi vô quá vậy. Hello, đây là chương trình Thế hệ trẻ. Hello. Hello. Dạ, chào bạn. Bạn tên gì và bạn mấy tuổi? Dạ, em tên là Emma và em 9 tuổi. Dạ, chào Emma. Hôm nay Emma sẽ hát, nói ca dao tục ngữ hay là kể chuyện? Dạ, hôm nay em sẽ đọc một câu ca dao tục ngữ về cha mẹ. Dễ thương quá. Dạ, mời bạn. Đêm đêm thắp ngọn đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Rất là hay, câu ca dao này rất là dễ thương. Vậy thì em có hiểu cái ý nghĩa của câu ca dao này không? Dạ, ý nghĩa là mỗi tối em cầu nguyện cho cha mẹ sống lâu với em. Em giỏi quá.
Vậy thì hai bạn này có nghĩ là bạn Emma này nên được món quà của Đài Little Saigon TV không? Dạ được. Ok, vậy thì Emma xin mời Emma đến Đài Little Saigon TV để chọn một món quà nhé. Dạ cảm ơn. Cảm ơn, rất là dễ thương. Vậy thì bây giờ có nhiều bạn gọi vô để hát, để đọc thơ, để đọc lên những câu ca dao tục ngữ nè. Vậy thì hai em có muốn hát, đọc thơ, kể chuyện hay là nói lên những cái câu ca dao tục ngữ không? Dạ em có một ca dao. Ok, em muốn đi trước ha, rồi. Cha là núi, mẹ là sông, các con hiếu thảo nhớ công sinh thành. Câu rất là hay. Nhưng mà em thuộc, em biết đọc và em biết nói lên cái câu đó, nhưng mà em có hiểu không? Dạ, cái ý nghĩa là mình phải công lao của cha mẹ lớn như sông và núi. Oh wow, vậy thì lớn thì mình thì sao? Lớn thì mình nên làm gì? Mình có nên trả ơn lại cho cha mẹ không? Có hiểu cái câu trả ơn không? Dạ. Dạ. Và mai mốt mình lớn lên mình làm gì? Mình nuôi lại bố mẹ. Đúng không? Dạ. Aubrey với lại Eric có muốn nuôi lại bố mẹ không? Dạ. Có. Nuôi là làm gì? Để là lâu lâu về nhà thăm hay là mua nhà cho bố mẹ? Cả hai. Cả hai luôn. Wow ngầu nha. Vậy thì đó là câu ca dao rất là hay và dễ thương. Và chị Bảo Trân rất là phục em Eric là biết cái bài ca dao này cũng như là hiểu luôn. Bây giờ tới phiên Aubrey. Dun dun dun. Aubrey bây giờ muốn làm gì nè? Con có cái bài hát mà con hát với em. Muốn có bài hát rồi, hai người sinh đôi hát chung với nhau luôn ha. Bài hát này tên gì? Bài hát là Tình ca của Phạm Uyên. Bài này hay đó. Rồi, mời hai em. Chị biết mà hai em đem theo cái phone đó. Tôi từ khi mới ra đời, người ơi, mẹ hiền ru những câu xa vời, à ơi tiếng ru muôn đời, tiếng nước tôi 4.000 năm dòng giá buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi nước tôi. Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nơi, thoát mình nam thành tiếng lòng tôi nhớ cây. Tôi yêu tiếng anh ngay trời, những câu hò dần hàng thơm núi, nhớ những hoài mảnh tình xa xôi, vững tin vào mộng đẹp ngày mai. Wow, chị Bảo Trân thấy hay quá, là chắc là hai em này cũng xứng đáng được món quà của Đài Little Saigon TV nè. Bây giờ chị hỏi mấy em nè, các em thích phiếu đi uống boba hay là thích chọn quà trong cái thùng rất là lớn? Chắc là em muốn gift card. Gift card, ok. Mấy em này thông minh, thích gift card. Còn em Aubrey thì thích boba hay là thích chọn quà? Con thích chọn quà. Chọn quà hả? Ok. Thường thường chị Bảo Trân không làm điều này, nhưng mà hôm nay tại vì chị Bảo Trân có nguyên cái thùng ngay đây luôn. Đây. Đó. Rồi, cho em chọn đó. Ta-da. Rồi đó, em thích món quà nào? Có nhiều quà quá. Cái này là phải khui ra, cái này không cần hết đâu. Em thích cái này đúng không? Tuần trước đó là mấy em cũng thích cái món quà này nè. Nè, em mở ra em lấy đi.
con đừng có lộn với cái này là của mấy em đem tới đúng không? Dạ. Mấy con này tại sao mấy em đem ba chú chó con dễ thương này đến đài? Dạ em thích nó rất nhiều. Thích nó cho nên là đem nó vô để cho ngồi chung trên đài TV, cho nó lên TV luôn hả? Dạ. Thích nó nhưng mà có đặt tên cho nó không? Dạ không. Dạ không. Không, vậy nên này là 1, 2, 3 thôi đúng không? Dạ. Lỡ mất một con sao? Chắc là nó thành một và hai. Ok, thank you cho chị đúng không? No. chị chọn mấy em thôi. Cảm ơn mấy em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Em chọn rồi ha. Yeah. Ok, em thích cái món quà nào? Cái con chó nhỏ này. Em thích con chó nhỏ hả? Em giơ lên trên này coi đi, cho quý vị ở nhà coi đi. Ok, và chân mượt thế này ở đây. Ok rồi, bây giờ trước khi kết thúc chương trình á thì chị Bảo Trân hỏi rằng là hai em vừa hát một bài rất là hay, hai em có hiểu ý nghĩa của bài hát này không? Bài hát này nói về gì vậy? Nó nói về Việt Nam, nói về Việt Nam và tiếng Việt đúng không? Dạ. Tiếng Việt còn, người Việt còn. Vậy thì chị biết rằng là các em đã cố gắng hết sức, cho dù các em sinh ra lớn lên ở bên Mỹ nhưng mà vẫn giữ gìn tiếng gì? Tiếng Việt. Giỏi quá. Chúc mừng hai em và chị chúc hai em là tiếp tục giữ gìn tiếng Việt và mai mốt trở lại với chương trình Thế Hệ Trẻ để cùng làm MC cùng với chị Bảo Trân nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thế Hệ Trẻ cùng với Sophie Bảo Trân, bé Aubrey và bé Eric của trường Việt ngữ Ca Dao. Và xin kính chào quý vị.